À, xin chào buổi sáng mọi người nha. Đây là cái mai cúc rồng bay nè. Đây ngày thứ hai của nó ha. À, ngày hôm qua anh ở vùng rất là đẹp mà. Nguyên một buổi sáng, nguyên một ngày hôm qua nắng cũng rất là gắt nè. Cái hoa cũng vẫn tươi nè. Đặc biệt cái này là cái hoa nở ra cái nhị nó không có bị thâm á. Hiện tại bây giờ là 10 giờ sáng rồi. Này, cây này nó bông hồi Tết tới giờ luôn ha. Tới giờ luôn. Cây này thì lúc trước em giờ nó bị suy mình thay phân á. Nhắc lại những anh em nào mà có trồng mai mà những cái gốc bình định á, nếu mà nó tốt thì thôi chúng ta cũng không cần thay á. Còn nó không có tốt thì chúng ta nên thay phần phân này đi. Mà trước khi thay cách dễ dàng nhất ha, là ở đây người ta trồng là người ta trồng cát ha, đất cát á, chúng ta tưới cho nó đẫm nước hoặc là chúng ta nhúng nước cũng được ha. Thì cái phần cát đó nó khi mà nó gặp nước thì nó mềm dữ lắm, thì chúng ta dùng con dao á, chúng ta khựa vòng vòng hay là chúng ta đem ra nó dễ dàng dữ lắm. Còn khi mà cái phần cát đó mà nó bị khô nước á thì nó cứng như đá vậy à, chúng ta không có cách nào lấy ra được ha. Chỉ có cách là đập chậu thôi. Đấy, còn muốn giữ lại cái chậu á thì thường người ta làm những cái chậu rất là đẹp á. Là cái chậu thì chúng ta ngâm nước cái này luôn, ngâm chừng 1-2 phút vậy cho nó thấm đều hết trơn á. Rồi nó khi mà cát nó gặp nước nó mềm dữ lắm. Đây mình thay bữa nay nó tốt lại nè. Đây là cúc rồng bay á. Ngày đầu tiên hoa rất là đẹp luôn á. Đây này nó mới nở dấu giác sáng nè. Hoa này nó đẹp á, nó đẹp hơn nếu mà người ta nói soi cúc viết thì nó cánh hoa không đẹp bằng, nhưng mà so về cái phần bông búp nè, tay cành độ chăm sóc thì nó dễ làm hơn, nó dễ bông hơn nữa ha. Đó. Chúng ta để ý là mấy cái cây mà chân Tết mà chúng ta để lá đây nè, là cây nó khỏe dữ lắm, khỏe ha, không có suy xước gì hết trơn. Còn cái cây này, cái đại lộc lớn của mình ha, đây hôm nay là như là 3 tuần á, sau 3 tuần cắt đôn cành á, đây hôm nay nó sẽ ra rồi nè. Đấy, như thế này thì cũng khoan mừng dội á, như thế này mà nếu mà chúng ta dập NPK vào thì cây nó vẫn hư vẫn chết như thường á. Cứ bình tĩnh nè, đừng có cưng nó quá ha. Đây, cưng nó quá thì nó hư hết à. Đó. Cứ bình tĩnh thôi. Như cây này ở vườn mình hiện tại mình chỉ có tưới hữu cơ thôi chứ không có tưới gì hết trơn ha. Khi mà chỉ xa lá chứ sao xanh đậm như vậy á, xanh đậm như bên đó đó, thì muốn tưới gì tưới. Đấy. Còn bây giờ thì cứ hữu cơ hoặc là dưỡng rễ thôi ha. Còn cái phần phân này nè, khoan hả thay ha. Nếu cây nào khỏe thì chúng ta thay liền cũng được. Còn cây nào chúng ta nhắm hỏng chắc ăn á, phải mang cái để từ từ đi. Đây, cúc rồng bay á, nhìn nó mê ly luôn. Hoa rất là dày á. Rất là dày đúng không? Đây có cái nụ to nữa nè, ít bữa nở nữa. Này trồng mai này cũng vui á, có hoa như là gần như là muốn quanh năm luôn á. Có ra có bộ đậu trái nữa nè, chúng ta có thể dùng những cái hạt mà đậu chúng ta ươm thành cái cây con á, được cây thuần chủng, cây nguyên thủy á. Đại lộc thì nó thông thường thì nó hay mị nở ra năm cánh á. Năm cánh thì chúng ta coi nó là năm cánh, ta cắt ta ghép lại. Còn đại lộc nó bị dở một cái là nếu mà tại nụ nó quá trời nhiều đi, đó là ưu điểm cũng là khuyết điểm á. Nụ quá trời nhiều thì nó nụ nhiều nhưng mà nó không đủ sức á, thì nó nở bông ra nhìn thấy cũng không có gơm lắm. Chúng ta muốn nở gơm á, nở đạt á, chúng ta bấm chặn đầu cành nè. Đây bấm mấy cây cùi cùi á, giống như cây này của mình nè. Nó cùi cùi vậy mà nó bông dữ lắm. Giống như đại lộc hình con trâu ở đằng đó của mình cũng vậy nè. Mà thông thường giống như mai nào cũng vậy ha, nó già cây thì hoa nó mới nhiều được. Còn cây bá hai mùa ba mùa thì hoa nó không có nhiều ha. Bắt đầu năm thứ ba trở đi á, thứ ba năm thứ tư thứ năm trở đi á thì hoa nhìn nó mới đã ha. Nó luôn nguyên tùm lum nguyên cây á.
giai đoạn này thì chúng ta không có thể nào BK với lại phần nước tưới á. Nước tưới thì khô tưới không khô thôi, chứ nó cây hiện tại nó không có cần nhiều nước ha. Khô thì chúng ta tưới, còn không khô thì ta để vừa ở đủ ẩm được rồi. Nhưng mà khi chúng ta cưng quá, chúng ta tưới nước nhiều quá thì nó làm ra úng rễ á. Úng rễ là làm cây nó suy luôn à. Để lọc nha, à, Tết này bông dữ trời lắm ạ. Hôm nay nó ra đều đều hết rồi nha. Khoảng chừng cái này khoảng chừng 2 tuần sau á là lá chuyển sang màu xanh đậm á. Lúc đó chúng ta sẽ cho nó ăn NPK. Có một số lá nó bây giờ nó ra hồi tuần rồi, nhưng bữa nay nó chuyển sang màu đậm đậm rồi nè. Đây, mình sẽ cập nhật liên tục ha. Chúc cho anh em tiện theo dõi. Đây có cái vui vui đó nè. Đây, cái cây này thì bữa hổm nghe ở nhà mình nè, có gửi hàng cho những anh em đi xa, gửi xa như ở xa nè. Cái cây này gửi đi xa nè ha. Nó nằm trong thùng mút khoảng tuần mấy hai tuần gì đó. Lúc mà gửi nó còn lá, cái nó rụng lá nó ra hoa nè. Cái hoa này nó ra, đây là cây dảo Thủ Đức ha. Mà cái hoa nhìn nó đã chưa. Cái nụ nó vàng khè luôn nè. Nó vàng mà vàng trắng luôn ha. Đây là tại vì nó nằm trong mát á. Nó nằm trong mát, nó thiếu thiếu ánh nắng mặt trời á. Đây, cái nụ bình thường của người ta nè, nó xanh lè nè ha. Đó, anh em thấy ngộ không? Đó, giờ có kinh nghiệm làm mai nụ vàng á. Làm mai nụ vàng á, đã chưa? Nhìn thấy rất là bắt mắt ha. Đây là mai nụ vàng thì chỉ công việc là chúng ta đem vô để trong cái bóng tối á. Thì cái nụ nó vàng luôn á. Khỏi cần cái giống lá ngọc cành vàng nha, giống nào làm cũng được. Đó, nụ vàng vàng luôn nè, đã chưa. Ha, nụ vàng đúng không. Đây, còn đây là mấy cái cây ngày hôm qua nè. Hôm qua mình có ươm hạt nè, hái hạt của mấy cái cây giống là lạ, cúc đọt xanh rồi nè. Đấy, ươm hạt để trong chỗ mát mát ha, để dưới cái bóng cây nè. Đại lộc hy vọng là sẽ một hai năm nữa mình sẽ có những cái giống nó thuần ha, những cái giống mà nó như là đột biến á. Đột biến ha, có thể là nó theo chiều hướng là nó không đẹp bằng cây bố mẹ nha ha. Đây, nhưng mà mình yêu cầu là nó gần giống cây bố mẹ là được rồi, được cây thuần ha. Đây, trong giai đoạn mà khi ra đoạn non này nè, chúng ta phun thuốc ngừa sâu á, ngừa sâu bọ trĩ á, thì chúng ta chỉ phun một lần thôi. Hiện tại thì nếu mà chúng ta đặt với mép lá lên nè, có thấy bọ trĩ thì chúng ta phun khoảng 2-3 lần á, còn không có thì chúng ta phun ngừa thôi. Chứ mà bọ trĩ nó gặp bọ trĩ là nó khó diệt lắm. Đây cũng có bọ trĩ nè, đấy, phun lúc chiều mát ha. Tức là lúc chiều mát thì nó cái cây nó không có nóng. Như nhớ là phun liều lượng nó vào lúc chiều mát ha, liều lượng nó loãng loãng thôi, nó vừa đủ thôi ha, chứ không loãng quá mà cũng không có đậm quá. Chứ mà chúng ta ghi đậm quá mà chúng ta phun nhiều giấc sáng á là có thể làm chết cây á. Đây, phun thuốc sâu nó cũng quan trọng lắm á. Chúng ta phun đậm nó nóng cây mà chúng ta phun một giấc sáng á thì cái cây nó sẽ bị ngợp á. Nên phun vào lúc chiều mát ha. Chứ nhiều khi chúng ta làm đúng bài hết trơn à ha, mà quên không có tưới phân gì hết trơn mà cây tự nhiên nó khô nó héo héo, sau Tết nó bung đều hết trơn à. Chúng ta phun thuốc sâu mà phun đậm quá mà phun vào là giấc sáng tới trưa là nó nắng lên nó nóng làm cái lá nó bị ngợp, nó bị héo. Cái héo như cây nào lực mạnh thì không sao, cây nào lực yếu thì làm chết cây luôn á. Tại vì cái phần nhựa bên trong nó đẩy lên nè, nó đẩy lên tới đây à, mà lá này chưa có quang hợp được mà nó héo quá. Héo thì ở phần bên trong nó hết nhựa nữa rồi, hết nhựa có thể là nó khô cành vô luôn, nó chết cây luôn. Nếu mà gặp trường hợp mà chúng ta phun thuốc sâu á mà thấy ít bữa mà cái lá này khô, chúng ta bấm sát cho bên trong á, sát cho bên trong đem vô mát liền. Đây, cũng có một số anh em cũng gặp trường hợp đó ha, là chia sẻ lại với mình. Đây, thì mình cũng mình biết chứ hồi nào giờ mình phun thuốc phun vào giấc chiều không à. Nhưng mà số anh em có chia sẻ là
Và các chị không có rảnh không, giờ giấc sáng á, giấc sáng hay làm có trường hợp là làm chết cây. Đây, những cây này chúng ta học này cũng phải học hoài thôi chứ không không có khi nào mà hết ha. Đây, kinh nghiệm này có người này người kia chỉ qua chỉ lại nha. Đây còn những cái nhánh nhau nhóc bên trong á thì bây giờ hiện tại cũng cắt bỏ luôn á, chứ để nó cũng không bung quay đó. Để mấy cái nhánh nhau nhóc phía bên trong này nè. Đây, để chứ không bông hoa mà sau Tết á, nó cũng tự nó loại bỏ á, tại vì nó không có nắng mặt trời á, sau này những cái này bên ở ngoài nè nó rợp lên, nó che bên trong thì không có nắng mặt trời, không có nắng mặt trời thì mặc dù cây nó vẫn làm nụ mà nó không, mà tới tiền Tết không có bông hoa gì hết trơn á, rồi từ từ nó cũng loại bỏ thôi. À, trước khi loại bỏ thì chúng ta loại bỏ nó cho rồi ha. À, giống như cái cây tự nhiên, giống như cây sầu riêng chôm chôm vậy đó, những cái nhánh nào ở trong thân mà nó nhỏ nằm trong mát không có nắng mặt trời thì theo cái tự nhiên của cây thì nó cũng loại bỏ đó. Thì hỏi sao mà anh em hỏi sao mà cây nó hay bị chết nhánh khô nhánh á, nó bị khô nhánh, khô những nhánh lớn á, khô những nhánh lớn á thì chúng ta nó khô những nhánh lớn á thì cái đó là do cái cây nó bị mất nhựa hoặc là nó bị hư rễ dưới ha. Đấy, thì những nhánh lớn thì chúng ta áp dụng một phương pháp chúng ta bấm thâu cành, còn những nhánh nhỏ thì tự động nó cũng chết rồi, chúng ta không có làm cách nào được, tại vì những nhánh nhỏ bên trong á, nó cái lực nó yếu á, nó sẽ dùng, nó phải dồn sức nó nuôi những cái nhánh bự. Đấy, thì trước khi nó tự loại bỏ thì chúng ta loại bỏ sẵn cho nó luôn. Như những chú nào trồng chôm chôm á, trồng sầu riêng, trồng nhãn nào đó, thì những cái nhánh nhau nhóc thì tới mùa thì tháng 5, tháng 6 vậy, tới mùa mà trước khi mùa mưa á, thì nhánh khô nó rớt dữ lắm. Đó, những nhánh nhau nhóc bên trong nè. Còn nhánh lớn thì nó bị khô là do nó mất nhựa. Nhựa thì chúng ta có cách là chúng ta bấm chặn nha. Bấm chặn mấy đầu cành này nè để cho nó gom sức lại. Vì cây sau Tết là cái cây bộ rễ nó yếu, nó không có hút nhựa lên. Đây nó chỉ có tích trữ ở trong thân này thôi. Nó tích trữ ở trong rễ thôi ha, nên như nó phục lên. Nhưng mà sau Tết thì nó phục ra bông hết rồi. Không ra bông, không mất nhựa thì nhánh nhiều quá thì nó phải khô bớt ha. Đây, khô bớt để nó rút vô bên trong. Đây mà chúng ta không có để ý, người ta bấm thâu cành làm cho nó nhẹ bớt thì nó phải làm chết cây luôn. Đây, rồi, đây là đại lộc ha. Đây đại lộc thì cây này thì tết bông dữ lắm. Đây, mình anh em cái này nó bông là bông kín cây luôn á. Nên gọi như là cái cây này như là sau Tết nó suy ra. Thì chúng ta dưỡng là dưỡng, mình sẽ lấy những cái cây nào mà bông nhiều ở vườn á. À, thực tế luôn, chứ cái cây mà Tết không có bông hoa như cái cây này là chuyện dễ, là dưỡng lại quá trời dễ rồi. Và lá xanh có gì đâu nói nha. Này, cây đó thì giống như cây mai rừng nha, tự nhiên không có gì đó. Dưỡng là những có dưỡng là những cây mai suy á, chúng ta cùng nhau chia sẻ. Như mai suy anh em có ý kiến nào có cái gì hay thì bình luận ở phía dưới góp ý. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào. Rồng bay nè, bông màu đậm đã thiệt ha, dày lớp, nhìn bông hoa là vui rồi ha. À, thời gian này chúng ta tưới hữu cơ, còn không có hữu cơ chúng ta tưới dưỡng rễ thôi ha, dưỡng rễ N3M hay cái gì đó. Hữu cơ thì phân hữu cơ không dạng viên hoặc là dạng nước ha, quậy loãng nước tơ, quậy loãng ra tưới. Đấy.